Rồi, mến chào quý vị. Sau một chuyến đi dài về nhà, thật sự là thoải mái. Không có đâu bằng nhà mình hết á. Bạn Mai gửi Mai đem cá khô từ Việt Nam qua. Bữa nay đem cho bạn Mai mà thấy ngon quá, giới thiệu cho các bạn. Tại vì á, nào giờ Mai không bao giờ đem cái gì Việt Nam qua đó, tại vì Mai nghĩ ở Mỹ everything có, tại sao mà vì miếng ăn mà đem qua mệt lắm. Nên thành nhưng mà bạn nhờ thì không đem cho mình nhưng mà đem cho bạn. Bạn nhờ mua 5 kg, cái hôm qua đi làm mà không có đem tại vì lu bu quá, cái bữa nay đem nhưng mà nói ô giữ lại 1 kg ăn thử cho biết, bữa nay Mai chiên. Trời ơi, tao nói nó ngon ngon không bút nào tả. Mà Mai nghĩ ở Mỹ nó cũng có bán á, mà mình không biết chỗ mua thôi. Thì Mai sẽ cho cái hiệu, nếu mà các bạn thấy á, thì mua ăn ha, ở bên Mỹ. Còn nếu mà không á thì mua Việt Nam đem qua. Cá khô nè, cái này là 1 kg mà mắc lắm ngàn, không có rẻ. 800 ngàn, 800 ngàn là 30 mấy đồng, 30 mấy đồng một miếng cá vậy, mắc đâu rẻ đâu đúng không. Mà ăn ngon không bút nào tả xiết hết á. Tại vì sáng Mai có làm, Mai chiên thử ăn rồi. Cái này á là 4 bịch nè, cứ 4 bịch nè, 1 kg, 1 kg là 1 bịch. Nên thành bữa nay á đem cho bạn Mai nè, giao cho bạn Mai á, thành giới thiệu cho các bạn biết để mua. Ví dụ như là cái ở Mỹ mà nó bán á, mua ở Mỹ ăn cũng được nha. Đây nè, mà ngộ lắm, Mai quên cái tên rồi. Bạn Mai nhờ Mai mua để lát nữa, Mai lấy cái message đó, cái tin nhắn á, kêu mua dùm cái khô cá, cái tên này khô cá gì cái gì quên rồi. Đại khái là lát nữa Mai sẽ để cái tiêu đề của cá này cho. Nhưng mà ở trên này sao người ta không có đề, người ta chỉ là khô cá đặc sản Phú Quốc thơm ngon đặc biệt, địa chỉ sản xuất là An Thới Phú Quốc thôi. Đó, như vậy thôi. Mà nó không có nói cái tên cá, nhưng mà bạn Mai nhờ thì có nói cái tên cá đó. Bây giờ Mai đưa cho bạn Mai có 4 bịch thôi. Mai khui bịch. Khui bịch đây nè. Mà Mai mới chiên có một khúc trên đây thôi, mà hồi sáng á ngon quá chừng là ngon luôn. Mở các lại. Giờ đi làm đưa cho bạn, nhưng mà trước khi đưa cho bạn á cũng không có quên giới thiệu cho các bạn, tại ngon mới giới thiệu chứ còn không có ngon là không có giới thiệu đâu, ngon lắm luôn á. Đưa mày quay cho mày chiên cho các bạn coi nha. Về nhà mình á sướng ơi là sướng, thoải mái dễ sợ nè. Hồi sáng Mai chiên cơm chiên, nhưng mà cá này á ăn cơm nóng mới ngon nè. Mà mình chiên á đừng có chiên vàng quá. Bạn Mai bày Mai á là chiên á héo héo thôi, mà chiên chín, tại cá này nó mới phơi một nắng thôi. Mà cá này á thì ăn cơm trắng mới ngon, nên thành Mai nấu cái nồi cơm trắng nè. Đó, mà trước khi mà mình thôi để ra xe tám tiếp, bây giờ đi làm để trễ rồi, hết giờ rồi, ra xe tám tiếp bày cho cách làm. Đây, giờ ra xe rồi, tám tiếp. Mới coi cái message rồi, mới coi cái tin nhắn rồi, là khô cá dứa. Trời ơi, đóng hộp mà cũng không có ghi khô cá dứa, làm sao mà ta biết người ta mua khô cá dứa nha. Mà cá nói tiếng khô nhưng mà nó chỉ phơi một nắng thôi. Mà các bạn biết rồi, ở Việt Nam mình phơi mà mình đâu biết người ta phơi dơ hay phơi sạch. Nhiều khi người ta phơi có chỗ hả ruồi nó đậu nữa. Nên thành á, bạn Mai nói là trước khi mà chiên á
lấy ra xả đá rồi kia hả, ngâm nước muối, ngâm nước muối rửa cho sạch để ráo, rồi lấy giấy á mình thấm cho nó khô con cái miếng cá đó đi, chiên cho nó khỏi nổ. Chiên á đừng, thường thường á là ở bên đây Mai hay chiên lò chiên không dầu lắm, nhưng mà bạn Mai nói là đừng cái chiên lò chiên không dầu, nó sẽ khô con cá không có ngon, bỏ tí dầu rồi cái hả chiên, chiên mà đừng cái chiên mà khô, giống như chiên chiên hồi sáng Mai chiên nha, cái cách Mai chiên Mai ăn rất là ngon, Mai ăn thử Mai thấy là ngon cách Mai chiên này nè. Mày bỏ vô Mai chiên, tại vì hồi sáng Mai thấm nước á thì nó cũng còn ướt ướt cái miếng cá chứ không có khô cầm lít lì, nên thành á Mai chiên thì Mai thấy dầu nó nổ Mai đẩy nó vô lại luôn, Mai đẩy vô lại thì á Mai đẩy vô lại á Mai chiên một hồi cái Mai mở ra thì cá nó chín 100%, nhưng mà nó chỉ xem xém cái da thôi, cái Mày trở lại Mày chiên một chút nữa, là tại vì Mày đậy lại là Mày chắc chắn là cá là 900%. Ăn ngon, ngon không muốn nào tả luôn á. Mới chia sẻ chứ ngon sơ sơ là cũng không có chia sẻ đâu, mà tao nói nó ngon mà Mai không có thì giờ, bữa nay Mai đi làm, mà Mai đi làm thì Mai phải đem cá lên cho bạn Mai, mà đem cá rồi đâu còn cá để chia sẻ cho các bạn thấy, nên thành mà 9 giờ mở cửa mà bây giờ 9 giờ 5 rồi, đi trễ mấy phút để order, để quay video chia sẻ cho các bạn thấy Mai Ly có tâm ghê chưa. Tôi nói cái gì mà ngon, cái gì mà hay là không chia sẻ không cam lòng. Ở bên Mỹ nha, nói thiệt cái gì cũng có hết trơn á, mà tại vì mình không biết chỗ mua thôi chứ không phải là không có, nếu mà mình đem qua được là mọi người đem qua được thôi, nên thành á Mày nghĩ á, không có nên đem cái gì qua hết, mình tìm mình mua, mà tại vì không biết chỗ mua thôi, từ từ rồi Mai sẽ, nhiều khi người ta có bán nhưng mà mình đâu có biết con cá đâu mà mình mua đâu, mà bây giờ mình thấy rồi mình sẽ mua được. Từ Mai lên chỗ làm mà 10 phút, Mai thích đi làm, tại vì về là đi làm, về Mai nghỉ một ngày rồi ngủ lý bì, tại vì nó trái múi giờ ngủ lý bì cái tối thức trắng đêm không ngủ được. Cái Mai hôm qua Mai đi làm nó buồn ngủ quá chừng là buồn ngủ luôn, nó buồn ngủ quá chừng, nhưng mà mình chịu đựng được cái tối mày ngủ được, ngủ được tới từ 8 giờ ngủ tới 1 giờ mấy á, 8, 9, 11, 12, 1 giờ ngủ được 5 tiếng là ngon rồi, ok rồi. 1 giờ mấy sáng thức luôn, không có ngủ được, thức luôn tới giờ luôn á, mà lo làm công chuyện rồi ba cái đồ đạc đồ lo giặt đồ á, tại vì đi mấy tuần rồi không có giặt đồ gì giặt, mà ngủ nha, sao mà Mai giặt ở Việt Nam nó không sạch nha, do cái Mai giặt nó yếu hay là do cái nước Mai không biết, mình về mình giặt á, bởi vậy á, tại sao Việt Nam mà mặc đồ mau cũ hơn bên Mỹ nha, bên Mỹ á, nhiều khi bộ đồ mặc 10 năm không có thấy cũ luôn á, không biết sao mà không có thấy cũ, Mai mặc hoài Mai không thấy cũ, mà về Việt Nam á là thấy cũ liền à, hay là do xà bông á, cái cổ của áo của ông xã Mai nha, Mai về Mai cũng bỏ xà bông Mai giặt ở Việt Nam á nha, nó không có sạch cái cổ áo, mà mình về đây mình giặt sạch trơn hả, không hiểu là do máy hay là do bột giặt hay là do máy sấy, Mai cũng không biết do máy giặt hay do máy sấy, mà nói túm lại là giặt đồ bên đó nó không có trắng như giặt bên này, mà ngộ nha. Giống như mình ở bên đây mình quen rồi á, cái nước bên đây nó quen với mình rồi, như nó quen với cái cơ địa mình rồi sao á nha. Mai về bên Việt Nam á nha, Mai tắm Mai bị ngứa nha, Mai tắm Mai ngứa, tắm xong mà ngứa trong người mình hoài, không biết sao mà gội đầu nó cũng ngứa cái đầu, phải đi gọi tiệm để cho người ta cào cái đầu của mình. Mai về bên đây á, tắm cái không có thấy ngứa, không đi giờ không biết do xà bông hay do nước, Mai cũng không biết nữa, giống như là bởi vậy về Việt Nam chơi cái mình qua đây á mình
theo bây giờ giống như là chỉ hồi xưa là mình nghĩ là về Việt Nam đó là nhà của mình ha, gia đình của mình ở đó, tất cả ở đó. Còn bây giờ mình về chơi thôi chứ còn về luôn sao mà cảm thấy nó giống như không đâu bằng nhà mình á. Mình quen cái cuộc sống của mình rồi, mình về đây mình thoải mái, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, giống như là khung trời của mình nhá. Còn về Việt Nam á, đi cũng không biết đi đâu ta, đi chơi vòng vòng mà, đi chơi thì phải có phái đoàn rồi chứ còn, chứ đi chơi mình thiệt tình cũng không biết đi đâu luôn á. Còn ở đây á, trời ơi, như cá gặp nước vậy. Mình về mình làm cái gì mình cũng làm được hết, mình thích. Giống như là ở đâu quen đó ha, đây nghĩ vậy. Bữa nay á, là đi làm một ngày sẽ buồn ngủ nữa, tại vì dậy từ hồi 1:30 sáng tới giờ mà. Nhưng mà buồn ngủ ngày nữa cho nó quen, chứ còn nếu mà ở nhà nữa nha, là cứ ngày ngủ đêm thức là chết. Ở Việt Nam bây giờ sướng hơn ở bên Mỹ gấp 10 lần luôn á. Mày thấy ở Việt Nam mà thấy ăn chơi không à? Sáng á, mọi người ra quán uống cà phê, tàn tán tan, sàn xe chơi, thoải mái với sợ. Còn Mỹ không có thời giờ uống cà phê đâu nha, dường như họ không có ai đi uống cà phê tiệm luôn ta, ít lắm. Lâu rồi mình ra tiệm mình cũng thấy người ta uống cà phê nhưng mà ít lắm. Thường thường á, một là pha cà phê nhà uống ngàn, hai á là start mua ly, tấp vô lên mua ly cà phê, vừa đi vừa uống trên xe, uống tới chỗ làm là xong, hoặc là tới chỗ làm cũng vừa làm vừa uống vậy đó. Ít có đi đi vòng vòng. Còn Việt Nam thấy hả, sáng thì uống cà phê thoải mái, chiều hả tàn tàn tấp tấp dài dè. Ở Việt Nam công nhận nhậu nhiều ghê nha, nhà hàng nào cũng đóng nghẹt cật cứng luôn á. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu luôn. Không biết tiền đâu mà ta xài ghê hồn liệt á. Ở Việt Nam bây giờ giàu hơn Mỹ nhiều nha. Mình về á, mình thấy người ta xài tiền như nước luôn á, mình xài không lợi luôn á. Mai cũng gần tới chỗ làm rồi mà ghé vô mua ly cà phê uống. Mấy ngày nữa tới Tết à, mà qua lại cũng tiếc kia sợ. Kể cho một tin vui, chia sẻ cho cả nhà nói, nhớ đâu nói đó. Hôm thứ Tư mình về nha, mình đi đi khám bệnh, đi lấy máu, rồi đi vô thuốc. Thường thường là mai vô antibody á, vô hóa trị lại nữa, thêm mai còn 5 lần nữa mai mới xong. Là mai, thường mai nói với các bạn là tháng 3 mai mới xong, mai còn 5 lần nữa. Nhưng mà kỳ này là mai xong hết, everything done rồi, cũng như là người mai bây giờ bớt rồi, không có còn phải vô thuốc nữa. Bây giờ mai đang lấy hẹn để đi bác sĩ, đi nhà bệnh viện mổ để lấy cái hộp mà người ta bỏ trong người mai nè, cái hộp mà để mà người ta vô thuốc á, mà bây giờ mai không vô nữa, mổ lấy cái hộp. Trời ơi, không có gì vui bằng, mai muốn khóc luôn á, nói thiệt muốn khóc luôn á. Tại vì mỗi lần vô thuốc mày sợ lắm. Trời ơi, bây giờ nghĩ lại giống như là một cơn ác mộng vừa qua. Vô thuốc hả, mỗi lần vô thuốc là người mình mệt mỏi rã rời, đau đớn kinh khủng lắm. Mà bây giờ không vô thuốc nữa, trời ơi sướng. Bây giờ muốn cái này nữa là xong. Bây giờ mai chỉ còn uống 1000 viên thuốc, mà uống 10 năm á, 10 năm uống 1000 viên. Mà tay mày á, cũng còn đau lắm. Cái bác sĩ nói là
đổi thuốc cho Mai để cho khỏi đau, rồi lấy hẹn cho Mai đi therapy á. Therapy là vật lý trị liệu á, để người ta tập á, một người tập professional họ tập cho mình, một người tập một người, để cho Mai hả tay chân Mai khỏe cứng ra, để Mai tại vì tay chân Mai còn yếu lắm, đi đứng còn khó khăn. Đó, một tin mừng để báo cho cả nhà mình, vui không? Nói không có gì vui bằng ấy. Kỳ vừa rồi hả, về Việt Nam á, các bạn coi video Mai các bạn biết đó, Mai yếu lắm, nhưng mà Mai đi hả, giống như miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền núi, miền Tây luôn. Vừa rồi là đi á, có 3 tuần mà đi á, giống như 4 vùng chiến thuật luôn á. Đi đi ơi là đi. Có một cái mà Mai Ly vừa rồi mà Mai Ly bị dại nhất á, dại nghĩ lại sợ nha. Đi Vịnh Hạ Long á. Đi Vịnh Hạ Long mà Mai đi kayak á, mà hai người chèo thuyền á. Trời ơi, mình yếu vậy, Mai chưa ngồi dưới đất được, mà ngồi dưới đất là đâu có đứng lên được, mà ngồi dưới đất cũng đâu có được đâu. Ngu dễ sợ luôn, đi cái đó. Chờ Mai chút mẹ order ly cà phê cái. Hey, what can I get for you? Can I have a espresso, a three pump white mocha? How many shots of espresso? Three shots. Three shots, three pumps? Yeah, three shots, three pumps with the venti cup extra ice. All right, so I got a triple shot of espresso and a venti ice cup with extra ice and three white mocha. Anything else? Yeah, thank you. That's it. $4.33. Thank you. Thank you. Nói tới đâu quên rồi ta. Kể tám với các bạn tới đâu rồi. Lo order ly cà phê cứ quên rồi. Thôi kệ quên bỏ qua đi. Nên tám chuyện tiếp. À, đi kayak ở ở gì? Vịnh Hạ Long. Trời ơi. Ta nói trên đời này á, chưa bao giờ có một lần nào Mai ngu giống như vậy. Chân thì đứng không vẫn, nghĩ sao đi kayak lỡ rớt xuống sông chết làm sao, mà chân mình đi đứng chưa được, mà cái khi mà từ cái thuyền lớn á, từ cái thuyền lớn bước xuống cái thuyền nhỏ, oh my god, bước xuống một cái nó lao đau 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 là cái chân mình nó mệt rồi, nó kêu ngồi xuống. Ôi trời, ngồi dưới đất còn chưa được, huống gì ngồi trên thuyền, mà trên cái thuyền nhỏ xíu xíu à, mà hả như vậy. Ôi trời ơi, nhắm mắt nhắm mũi ngồi đại luôn, ngồi cái bập. Thank you, can I have the stop? The stopper? The stop. This thing? Yeah. Over there. Okay. 433, I'm gonna ask you a question on the screen. Wait a minute. Sao nó kêu cái gì bạc bạc không biết. Thank you. Cái mày ngồi cái bật xuống một cái, trời ơi, tim gan phèo phổi hả, nó muốn đứng hình luôn. Xong chưa yên, đi xong rồi á, trời ơi, đi xong rồi á, quay về làm sao đứng lên, đứng ở dưới đất đứng lên chưa được, khuôn gì trên thuyền mà cái thuyền ở chút xíu vậy sao đứng lên, thấy chết người không. Trời ơi, Mai đứng lên nha, tao nói nó khổ sở trăm bề luôn, đứng lên được rồi hả, mừng thấy mồ luôn. Tôi hứa trong đời tôi không bao giờ dám đi cái đó, even hả,
chân lành lặn, tay lành lặn cũng không dám đi nữa, nghĩ làm sao mà sao cái chỗ này ra vô sao khó vậy ta, mà đi vậy trời. Sau này mà có bớt bệnh nữa, mai cũng không có dám đi nữa. Đừng có nói mà hồi đó dại quá, dại khờ quá. Mà đó là chưa kể bị accident nha. Accident mà rớt xuống nước một cái có nước chết thôi chứ sống sao nổi. Không thể nào sống nổi. Vậy đó mà khờ vậy chứ. Tôi nói hả, năm mươi mấy tuổi mà còn khờ như vậy đó các bạn thấy không? Bởi vậy trên đời này đừng có bao giờ nói mình khôn hết, không có bao giờ mà khôn hết á, không có cái dạy nào giống cái dạy nào hết á, lúc nào cũng khờ cũng dại hết á. Điều mà làm Miley vui nhất là Miley bất bệnh rồi đó. Miley chia sẻ với các bạn là Miley thấy happy vô cùng. Mỹ là vậy đó, đi đi uống cà phê, đi uống cà phê đâu có được giống như uống cà phê bên Việt Nam thấy không các bạn?
lần đầu tiên trong đời Mai mà ăn cá khô dứa. Mai đi trễ rồi nên thành không còn mặc kinh, nhưng mà không sao, Mai vô đậu mặc kinh lót của Handicap. Mai còn yếu lắm nên là bác sĩ cho cái Handicap này. Handicap là dành cho những người tàn tật đó. Ghê chưa, tàn tật mà đi làm.